Quý vị đang quay trở lại với bản tin FBNC 24/7. Thưa quý vị, Alibaba Group của Trung Quốc đã chính thức ký kết đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ lấy quyền quản lý Lazada Group SA, mở rộng thị trường thương mại điện tử sang khu vực Đông Nam Á bao gồm Lazada Việt Nam. Theo thỏa thuận mới, Alibaba sẽ đầu tư 500 triệu vào vốn chủ sở hữu mới phát hành của Lazada, đồng thời cũng dành ra khoảng 500 triệu đô la Mỹ để mua cổ phiếu từ các nhà đầu tư hiện tại của Lazada. Theo đó, Rocket Internet đã bán 9,1% cổ phần ở Lazada cho Alibaba với giá trị 137 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn bán lẻ Tesco của Anh cũng đã bán cho Alibaba 8,6% cổ phần của Lazada với trị giá 129 triệu đô la Mỹ. Ước tính giá trị của thương vụ này vào khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, dựa trên mức định giá của Lazada là 1,55 tỷ đô la Mỹ, số tiền đầu tư này sẽ giúp cho Alibaba nắm trọn 64% cổ phần và giành quyền kiểm soát kinh doanh của Lazada ở khu vực Đông Nam Á. Thương vụ này sẽ giúp cho các nhãn hàng và nhà phân phối đang kinh doanh trên nền tảng của Alibaba tiếp cận được thị trường tiêu dùng Đông Nam Á. Được Rocket Internet sáng lập vào năm 2012, Lazada hiện là hãng thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á, hoạt động tại 6 thị trường trọng điểm là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Việt Nam. Hồi tháng 3 vừa qua, Lazada tuyên bố tổng giá trị hàng hóa được giao dịch qua hệ thống của hãng là 1,3 tỷ đô la Mỹ. Sau đợt xả nước hồi tháng trước, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cam kết nước này sẽ tiếp tục xả nước đợt 2 từ tỉnh Vân Nam để giúp đỡ các quốc gia Đông Nam Á đang chịu ảnh hưởng hạn mặn ở vùng hạ nguồn sông Mekong. Dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Reuters cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục đợt xả nước thứ hai bắt đầu từ ngày 11 tháng 4 để cứu hạn cho các nước thuộc hạ nguồn đồng bằng sông Mekong. Đợt xả này bắt đầu từ đập Sinhon thuộc tỉnh Vân Nam. Theo đó, Trung Quốc cam kết sẽ duy trì đợt cứu hạn này cho đến khi nào vượt qua được tình trạng mực nước sông Mekong xuống thấp. Lượng nước mà Trung Quốc xả ra sẽ được điều chỉnh dựa vào mực nước thực tế ở thượng nguồn và nhu cầu của các nước ở hạ nguồn. Cũng theo ông Lục Khảng, đợt xả nước này sẽ mang đến quyền lợi cho các nước đang gánh chịu tình trạng thiếu nước ở vùng hạ nguồn sông Mekong, gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Riêng Việt Nam đang đối mặt với tình trạng hạn mặn nghiêm trọng với 1,8 triệu người thiếu nước sinh hoạt và 230.000 hectare lúa bị thiệt hại ở miền Trung và Tây Nam Bộ trong năm nay. Trong khi đó, Thái Lan cũng đang trải qua đợt thiếu nước nặng nề nhất trong vòng 20 năm qua, khiến 14 trong tổng số 76 địa phương của nước này gánh chịu thiệt hại lớn về nông nghiệp. Trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ ông Dharmendra Pradhan cho biết, Ấn Độ có thể sẽ đầu tư 20 tỷ đô la Mỹ trong ngành năng lượng và sẽ thúc đẩy nhập khẩu dầu thô từ quốc gia vùng vịnh này nếu nhận được các điều kiện ưu đãi. Trong chuyến thăm đến thủ đô Tehran của Iran, ông Pradhan cho biết các công ty Ấn Độ đang cân nhắc các cơ hội để khai thác dầu và khí đốt tại Iran, cũng như xây dựng các khu chế xuất lọc hóa dầu và mở rộng cảng biển, bao gồm cả dự án cụm công nghiệp mới tại Chabahar, Iran. Hai nước đã nhất trí với kế hoạch phát triển giếng dầu mới Fajr B tại Iran và đang quyết định tập đoàn nào của Ấn Độ sẽ thực hiện hợp đồng này vào tháng 10 tới. Sau khi lệnh trừng phạt Iran được dỡ bỏ, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang tăng cường nhập khẩu dầu thô từ Iran với hy vọng sẽ nhập 400.000 thùng dầu mỗi ngày trong năm tới. Iran đang tìm kiếm nguồn đầu tư từ nước ngoài nhằm hồi sinh ngành công nghiệp dầu mỏ. Ấn Độ là một trong 6 quốc gia được giao dịch với Iran dưới thời kỳ Mỹ áp đặt cái lệnh cấm vận lên quốc gia này. Tuy nhiên, những người mua dầu từ Iran vẫn chưa thể thanh toán do cái lệnh cấm ngăn cản hoạt động chuyển tiền vào các quỹ và quy định không được sử dụng đồng đô la Mỹ để mua dầu từ Iran của Mỹ. Ông Pradhan cho biết Ấn Độ sẽ sử dụng đồng euro để trả 6 tỷ đô la Mỹ tiền mua dầu đang nợ Iran. Chứng khoán châu Á diễn biến khởi sắc trong tuần giao dịch vừa qua. Những thông tin tích cực từ thị trường Trung Quốc đã tác động tốt đến các chỉ số trong khu vực. Chứng khoán châu Á đồng loạt mất điểm trong phiên giao dịch đầu tuần, việc đồng yên tiếp tục mạnh lên ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu, đã khiến cho các cổ phiếu tại thị trường Nhật Bản giảm giá mạnh. Trái với xu thế giảm chung thì chứng khoán Trung Quốc lại có được sắc xanh nhờ vào thông tin tích cực về chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3. Theo đó, CPI tại đây đã tăng 2,3% so với cùng kỳ. Ngoài ra, chỉ số giá sản xuất PPI mặc dù tiếp tục xu thế giảm, nhưng đà trượt dốc này đã có phần thu hẹp so với những tháng trước. Sắc xanh đã trở lại với thị trường chứng khoán châu Á vào phiên ngày thứ ba, trong đó đáng chú ý là sức bật đến từ thị trường Úc với sự dẫn dắt của nhóm ngành tài chính. Bốn ngân hàng lớn nhất nước này là ANZ, Commonwealth, Westpac và NAB đều tăng từ 1,5 đến 2,5%. Bên cạnh đó, thị trường còn được hỗ trợ từ xu thế tăng trở lại của giá dầu với hơn 40 đô la một thùng. Chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm trong phiên ngày thứ tư với thông tin khởi sắc từ hoạt động giao thương tại Trung Quốc. Theo đó, tình hình xuất khẩu tháng 3 đã tăng 11,5% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu lại giảm 7,6%. Về gần cuối tuần thì đà tăng của thị trường vẫn được duy trì với sự dẫn dắt của chứng khoán Nhật Bản. Chứng khoán châu Âu có một tuần tăng điểm tốt với niềm tin đã trở lại ở nhiều nhà đầu tư. Tình trạng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Ý đã tìm được giải pháp xử lý là một trong những yếu tố tích cực nhất cho thị trường. Chứng khoán châu Âu tăng điểm tốt trong phiên giao dịch đầu tuần nhờ vào sự hồi phục của giá dầu và niềm tin trở lại với hệ thống ngân hàng nước Ý.
nhóm cổ phiếu ngân hàng Ý đồng loạt tăng mạnh sau thông tin về việc các tổ chức tín dụng lớn nhất nước này sẽ có cuộc thảo luận với ngân hàng trung ương nhằm lên kế hoạch về một quỹ chung trị giá 5,7 tỷ đô la để mua lại các khoản nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. Xu thế tăng của thị trường tiếp tục duy trì trong phiên ngày thứ ba với sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu hàng hóa. Mặc dù vậy, đà tăng này lại có phần bị hạn chế ngay sau thông tin về việc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hạ tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống 3,2% trong năm nay, giảm 0,2 điểm phần trăm so với lần dự báo trước. Sắc xanh tiếp tục tràn ngập thị trường trong phiên ngày thứ tư nhờ vào nhóm cổ phiếu khai khoáng và ngân hàng, cùng với đó là thông tin tích cực về hoạt động xuất khẩu tại Trung Quốc. Việc giá dầu tiếp tục tăng tốt đã giúp cho chứng khoán châu Âu duy trì được xu thế tăng về gần cuối tuần. Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi kết quả kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp niêm yết. Còn chứng khoán Phú Quân cũng tăng khá tốt trong tuần qua, mặc dù nhiều lo ngại trước đó về mùa báo cáo tài chính quý 1, nhưng thực tế cho thấy không ít doanh nghiệp chủ chốt lại công bố kết quả kinh doanh tốt và giúp cho thị trường khởi sắc hơn. Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, chứng khoán Phú Quân giảm điểm nhẹ trước sự suy yếu của nhóm cổ phiếu tiêu dùng. Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước mùa báo cáo tài chính đang đến. Nhiều chuyên gia dự báo lợi nhuận quý 1 của hầu hết các doanh nghiệp sẽ là thiếu tích cực. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường đã mạnh dần lên trong phiên giao dịch ngày thứ ba nhờ vào nhóm ngành năng lượng. Giá dầu khởi sắc hỗ trợ tích cực cho các chỉ số chứng khoán, trong đó các cổ phiếu ExxonMobil và Chevron đã có tác động tốt nhất. Mặc dù vậy, cổ phiếu của tập đoàn nhôm hàng đầu thế giới là Alcoa lại giảm gần 3% sau thông tin lợi nhuận quý 1 sụt giảm. Sắc xanh tiếp tục chiếm ưu thế trên sàn chứng khoán Phú Quốc trong phiên ngày thứ tư nhờ vào sự bứt phá của nhóm ngành tài chính. Thông tin tích cực về báo cáo tài chính quý 1 của tổ chức tín dụng JP Morgan đã ảnh hưởng tốt đến tâm lý nhà đầu tư. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu tháng 3 tăng tốt của Trung Quốc cũng giúp cho thị trường diễn biến khởi sắc. Về cuối tuần thì các chỉ số chứng khoán có dấu hiệu rung lắc trước kết quả kinh doanh quý 1 của nhiều doanh nghiệp chủ chốt. Trong khi tổ chức tài chính Goldman Sachs có lợi nhuận tích cực, thì công ty công nghệ Intel và nhà bán lẻ Home Depot lại không như kỳ vọng. Và tiếp nối bản tin, chúng ta sẽ quay trở lại với các tin tức đáng chú ý trong nước trong tuần vừa qua. Viettel, Mobifone và Vinaphone lọt vào top 20 nhà mạng lớn nhất ASEAN. Trao đổi với chuyên gia về vấn đề áp dụng công nghệ thông tin có thể giúp giảm chi phí trợ giá service.